Là tên là Nguyễn Viết Anh, sinh năm 91, quê thì ở Giang Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong trào rất đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi, em ơi. Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung rung quá, nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn Eka. Mình thì ở Gia Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Gia Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi rồi ai trồng cây, ai trồng, ai buôn bán trái cây? Cái đó là thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên đây khí hậu trên núi trong lành, bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Biết đâu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Dạ. Của em cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế, không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có. Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu? Anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như là nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ 1 tuổi thì chắc là cũng không sao cả. Không vấn đề gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh thôi thích hay không thích thôi. Mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ. Đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cưng? 1m75. 1m75? Wow, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Lần này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về bánh cho anh ăn. Đó, cần làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây.
mình muốn mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? Cho chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy, rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, bu khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Ừ, đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hài rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em xác định là mình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi họ chắc giữ phía trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ ta nhạy cảm không? Ta đoán cái trúng liền. Đâu? Khổ đâu? Bạn ơi, vô trang. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn á. Tại vì không biết được. Vẫn nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa để tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà chồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô ngon lắm. Tại vì gần Tết đó thì có này đúng một chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi, chảy nước miếng luôn à trời. Trời ơi, tôi tưởng đâu là ngày mình... ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À vậy được rồi. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày, không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Nghỉ 4 một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. Có nghĩa là một tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện, nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình qua ghé qua ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn xuống dưới mình đi chơi được không hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Ra nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. Mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình là có ba anh em,
mình là con trai trưởng. Còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn là hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc là nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có, mà bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời ơi, sao ăn miếng nào hết trơn vậy? Rồi nó vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu cảm xúc hết, mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng, em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ý, thì em thấy là nó hơi khó, bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ý nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất ngoài đúng không? Ra riêng, có nghĩa là ra riêng thì có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, ví dụ ở gì, ở đây Gia Nghĩa. Dạ. Có nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà là ở chung, ba mẹ là trồng cây, là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có lô đất riêng, bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Khó là khó chỗ nào? Vậy em đã ở chỗ đó quen rồi hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao, quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, với lại đi là đi lên ở chung gần con gái, ở chung với con gái là quá vừa nhấy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ. Ở riêng mà bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổi nhà thôi. Thì thấy vậy là quá ok rồi. Tại vì em lăng tăng, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng mà đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè, mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên đây có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng, mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này, rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả, nhưng mà như mình đó là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa, nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi, là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó cũng ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một cái nhà riêng thì ở, rồi còn mình đi ra cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, ta có đất luôn. Thời gian ta có xe, ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa.
Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống khoảng 20 vậy? Tại vì nó trừ hao. Trừ hao phải không? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời quá. Cái đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thì vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải, không phải nhiều mà... cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi, nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thầy hỏi gì sao ta trả lời? Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói với như vậy á, thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng mà anh có nhưng mà cách diễn đạt anh không có tốt. Thật ra là anh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, nếu bên nội không hoặc bên ngoại không thì đó có phải cô gái tốt hay không? Hiểu không? Thì thật sự á, một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn. Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng cái từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được, có nghĩa là bạn ấy đều hiểu chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì có hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Tầm 7 giờ em tới. Tám tiếng. Tám tiếng, dạ.
Ngày đó giờ là ở Cà Mau thôi. Dạ bán rồi. Và em đang làm kinh doanh vật liệu xây dựng hả? Dạ. Là mình có cửa hàng hay sao? Dạ em có cửa hàng chứ. Mình mở cửa hàng này lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rưỡi này. Dạ em rưỡi, trước đó mình làm công việc gì? Trước đó em lái xe chứ. Vốn đó về mở cửa hàng vật liệu xây dựng. Rồi làm ăn ổn không? Dạ cũng được chứ. Thu nhập mỗi tháng khoảng bao nhiêu? Dạ tầm cái đó lắm chục gì đấy chứ. Dạ. Rồi chị thấy trong profile này có ghi là ly dị được 20 tháng rồi hả? Dạ. Ừ, sao ly dị mình có con chưa? Cưới được bao lâu? Dạ cưới được 5 năm. Dạ. Có con cho em? Dạ có được con trai 2 tuổi mấy, nhiều 3 tuổi. Rồi con trai em ở với ai? Dạ với bà ngoại. Vợ cũ của em đâu? Dạ, chia sẻ cho chị về cái cuộc hôn nhân đấy của em thôi nè. Dạ dạ em đi nước ngoài chị. Dạ. Rồi chia sẻ đi, vợ em đi nước ngoài làm sao, hai đứa rồi đi nước ngoài để bỏ em rồi lấy người khác thì sao? Dạ tại vì lúc trước mới kinh doanh á là làm em làm mà vợ em hỏi sao không có tiền á, là làm suốt không có tiền, tại mới kinh doanh nó khó khăn á, nên kinh tế nó không ổn định thì nên là từ từ vợ em đi qua nước ngoài làm. Vậy là hai đứa em thôi. Đi Đài Loan hả? Dạ đi Đài Loan. Sao chị biết hay vậy? Thì miền Tây đa số là đi Đài Loan nhiều mà. Dạ. Thế là qua bên đó là hai đứa tự thôi nhau chứ cũng không phải là vợ em có người khác. Dạ không, vợ em ở đây là em đi làm mà từ từ cái vợ em chán. Cái nhỏ em đi nước ngoài du học. Cái đi theo nhỏ em có cô bển nữa. Rồi nói chung là về ba bên kia bên bển. Dạ. Nhưng mà là qua bên đó là em ly hôn là vì ly hai hôn. Đứa em ở xa, yêu xa hay là... Không, hai đứa em ly hôn rồi là vợ em đi á. Ly hôn xong rồi vợ em mới đi. Dạ. Ly hôn là vì là kinh tế em không ổn định. Dạ đúng rồi. Rồi hiện tại bây giờ em có đang nuôi con không? Dạ không. Tức là bà ngoại nuôi nhưng mà em có trợ cấp dạ, không? Dạ dạ cấp chứ. Mỗi tháng bao nhiêu? Dạ em một tháng tầm 3-4 triệu gì đó chứ. Dạ. Rồi hiện tại vợ lập gia đình mới chưa? Dạ chưa. Tức là không có mâu thuẫn, không có bất đồng gì dạ, hết dạ. Chỉ là vì kinh doanh không có tiền. Dạ làm không có tiền thì dạ em chán, muốn đi nước ngoài làm chứ. Bây giờ đủ vốn chưa? Dạ. Kéo lại đủ vốn chưa? Dạ đủ rồi chị. Rồi. Ok, bây giờ là em đang sống với gia đình với ai? Em ở với kinh em ạ. Ở một mình? Dạ. Là ở cửa hàng luôn, cửa hàng đất nhà mình mua đất mình xây. Dạ không, đất đó là đất em thuê chứ. Thuê. Dạ em thuê hai mặt bằng em làm. Dạ. Dạ. Em có chở luôn không hay là có nhân viên? Dạ em có nhân viên chứ. Dạ bây giờ chỉ ngồi làm công chủ thôi. Dạ học em cũng làm chứ không phải là ngồi không. Ok. Dạ. Mấy nhân viên? Dạ em mướn là hai người bốc dép. Hai người bốc dép. Bốc dép thì chạy ba gác luôn đúng không? Dạ hai tài xế riêng. Dạ. Dạ. Một cái đó với là em. Dạ cũng đã, chắc không có tốt. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Minh Thắng gì nè? Điểm mạnh của em là em thích học hỏi cái gì em học làm hết. Máy móc, xe, em mê xe. Làm gì cũng được, lái xe, vậy là mua xe chưa? Mua xe hơi riêng chưa? Dạ có chứ. Là lái xe hơi lên đây đó hả? Dạ không, em đi xe đồ, em đi xe hơi, đi đâu nổi. Dạ. Dạ xong cái hình từ lái xe hơi lên đây nha, chở người nhà lên. Dạ dạ. Mày đi cái hình này ai đi được? Đi chắc nữa đi với cô vợ. Cô của vợ hả? Dạ. Cô của vợ cũ hả? Dạ. Vẫn còn giữ mối quan hệ tốt hả? Dạ không, để là bình thường không gì hết. Như vợ em với em bây giờ có bình thường không? Không, vợ em những điện em nhưng mà em không nghe. Em thôi rồi là em không nghe nó. Tại vì lúc đi em nói suy nghĩ kỹ đi ha đi á. Như nó có điện người ta hỏi thăm thì sao? Hỏi thăm bây giờ em cũng hạn chế không nghe. Dạ, tại vì có cuộc sống riêng đó là mình nghe rồi mình buồn đó. Mình không nghe mấy chuyện thôi, mình thấy không buồn nhưng mà nói chuyện mình buồn với thế. Thì nhiều khi là biết đâu vợ lại xin nói đại tình xưa. Dạ, hả? Mình thôi rồi mình nói gì đó. Không, ý là lỡ vợ em nữa, vợ em có định. Dạ, không có đâu. Dạ. Vợ em mới ly hôn vậy là chưa được 2 năm mà đúng không? Dạ, đúng rồi, nó định cư bến, sao đàn ông bản luôn. Cô bản. Dạ. Ok. Em tên Dương Nhật Phương, năm nay là 31 tuổi. Quê gốc gác ở Ngọc Hiển, Cà Mau mà sinh sống đất đai thì ở Sóc Trăng. Ở nhà đó Sóc Trăng, còn em hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, đảo Phú Quốc. Công việc hiện tại của em là làm thiết kế bên siêu thị quảng cáo lắp đặt đèn LED rồi các biển hiệu trong siêu thị để không có mắc vệ sinh.
trước thì em cũng có trải qua hai mối tình. Thì em với bạn gái em quen nhau 4 năm, từ bắt đầu từ năm 2014 tới 2018. Do một lý do là tính tới hai đứa tính tới mức kết hôn á, do một lý do là ngoại muốn, do sự lòng rồi cái ba mẹ em là cái đó rồi cái bắt em là phải chia tay gì đó. Sau đó thì đó là buồn quá rồi cũng về quê lấy chồng. Rồi em 4 năm sau rồi cũng chưa quen ai nữa. Là mới là bị đúng không? Dạ không, em chưa kết hôn. Em chỉ mới quen tính tới là kết hôn với người đó thôi chứ chưa có hai đứa là chưa kết hôn. Rồi người đó cũng buồn bỏ em rồi đi kết hôn, rồi sau cái em buồn quá cũng 4 năm sau em cũng chưa có quen ai hết. Rồi mới đây là 2020 này cũng mới bắt đầu quen một bạn ở trong công ty, mà do mà bạn đó cũng có gia đình con rồi nên là cái tình thương của mình đó dành cho con nhiều hơn, không có tập trung yêu với em. Rồi mới tìm hiểu thì thời gian rồi cái người đó cảm thấy không có hợp với em, rồi rút chia tay với em. Là điểm gì không hợp với mình? Có nghĩa là người đó lo cuộc sống cho con cái nhiều hơn, rồi với cảm thấy là có con hả? Dạ, có đời chồng rồi. Rồi nói là em không có hợp đâu, tại vì thấy vợ người đó đã có một đời chồng rồi, cũng có con nuôi rồi, sợ người sau này hai con chung con riêng với chị. Rồi người đó nói thôi giờ kêu ba em mà kiếm người khác đi, chứ người ta nói ra nói vô người đó cũng thích, tại làm chung công ty á, có người đó người ta nói ra nói vô người đó cũng thích nữa. Người kêu em làm bạn thôi. Bây giờ em mới nhờ chương trình để tìm của em. Với trong môi trường của em làm việc rồi toàn là nam nhiều hơn, nữ ít lắm. Nữ thì nữ trên văn phòng đã có gia đình không? Rồi, thích mẫu bạn gái sao luôn nè? Thì nói chung là mẫu bạn gái là cũng nữ tính chút, rồi biết nấu ăn, nội trợ, vui vẻ, biết quan tâm mọi người. Ngoại hình thì nói chung lựa nhìn thôi không cần đẹp lắm đâu. Cỡ khoảng 1m5 đủ lên. Thì nói chung là ăn mặc giản dị một chút, đừng không cần cầu kỳ quá, không cần lề gạt quá, tóc tai có thể nhuộm được. Em thì đơn giản, em thoải mái lắm, nói bài chung là bạn em là em chiều theo nhiều lắm. Độ tuổi bạn gái, vùng miền bạn gái có yêu cầu gì không? Không, em không có yêu cầu. Em chỉ cần người đó làm việc ở trong thành phố thì cũng càng tốt. Nói chung là quê quán là em không quan trọng. Lớn hơn mình 2 tuổi được không? 2 tuổi. Đó không, mới tuổi nào cũng được đó. Bây giờ hỏi chi tiết là lớn hơn 2 tuổi được không? Không được thì nó không được, vậy thôi à? Chắc em nghĩ là không. Tại vì đó giờ em chưa quen người nào lớn hơn em. Thì bởi vậy phải nói chi tiết vô nha. Dạ. Tập của mình đổ xuống ha. Dạ. Còn gì nữa không? Còn yêu cầu gì đặc biệt của bạn gái nữa không? Nói chung là chắc không, chỉ vậy thôi. Em không yêu cầu nhiều quá. Rồi mình có năng khiếu tài lẻ gì không Phương? Em biết ca hát rồi, biết nấu nướng rồi, biết làm việc nhà nhiều. Giỏi vậy trời. Ca hát nấu nướng rồi hát thử nghe luôn đi. Em xin hát bài Thuyền Âm. Xa sông thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng nhìn ngà, bên lời thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho những buồn đậm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Rồi, ok. Được, cảm ơn Phương đã ha. Thì có gì là đợi thông tin từ chương trình nha.